Các công ty công nghệ của Canada chào đón người Ukraine tới làm việc. Khi Nga bắt đầu tiến hành cuộc chiến chống lại Ukraine vào tháng trước, nhà tuyển dụng Van Hatt của Vancouver đã rất nóng lòng giúp đỡ. Công ty này đã lập tức lập danh sách các nhân viên công nghệ Ukraine, những người mà sẵn sàng và mong muốn chuyển đến làm việc, hoặc là làm việc từ xa, Công ty này đã miễn hoặc là đề nghị tăng phí tuyển dụng người Ukraine cho các tổ chức từ thiện và đã có 226 công ty trong vòng chưa đầy 2 tuần quan tâm đến việc tuyển dụng các nhân viên ở Ukraine, cũng đã có ít nhất một chục người hiện đang được phỏng vấn. Công ty Van Hack đã giúp hai công nhân Ukraine tìm được việc làm ở Canada trong những ngày trước cuộc xâm lược của Nga, nhưng không phải là công ty duy nhất để mắc đến các công nhân công nghệ của Ukraine nhiều doanh nghiệp công nghệ khác ở Canada mong muốn thúc đẩy các nỗ lực nhân đạo và cũng đang vật lộn với tình trạng thiếu lao động nên đã bắt đầu xem xét cách có thể tuyển người Ukraine vào lực lượng của họ. Trong khi mục đích tuyển dụng của họ bắt nguồn từ việc họ bị sốc và buồn trước những sự kiện đang diễn ra ở Ukraine, họ cũng nói rằng công nhân Ukraine có tay nghề cao trong nhiều lĩnh vực như là kỹ thuật phần mềm.